Ok, thì mình mới vừa mở một shop ạc Free Fire Liên Quân giá rẻ. Bạn nào muốn trải nghiệm những con ạc ngon thì đến với shop của mình nha. Khi các bạn đăng nhập thì 10 bạn sẽ có một bạn nhận được lì xì ngẫu nhiên từ 10 tới 100k. Các bạn nạp thẻ mệnh giá 100, 200, 500k sẽ được khuyến mãi là 20 đến 200% mệnh giá nạp thẻ. Và top 5, 5 top nạp thẻ sẽ nhận các phần quà ở shop. Đấy, nạp nhiều thì các bạn sẽ nhận quà thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm vòng vây 9.000 kim cương, các bạn xem là mình có may mắn mình trúng được 9.000 kim cương không nha. Và ok, chỉ với 20k một lượt vây thì bạn sẽ sở hữu được 9.000 kim cương, tùy vào độ may mắn của bạn thôi. Đấy, ai xui thì không trúng, ai hên lắm thì trúng được 9.000 kim cương. Đấy, oh my god, tuy mình không chơi FIFA nhưng mình trúng 9.000 kim cương được của nó các bạn. Đấy, ok, thì các bạn nhớ vào shoplatmc.vn để mua ạc và vay vòng vay kim cương nhận 9999 kim cương giống mình nha các bạn. Ok, hi, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn 1.15. Yay. Như các bạn đã biết thì lần trước mình đã có bắt mèo rừng về thành công rồi đúng không? À, sinh sản cho tụi nó nhưng mà tụi nó không chịu đẻ. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng cho tụi nó sinh sản nha. Đang nói chuyện bỗng nhiên ở, mình chả hiểu nha. Cái lúc mình không nói chuyện thì nó không ở đâu, mà cái lúc mình nói chuyện thì nó ở vậy. Vậy thông cảm mình. Rồi, đây là con mèo, có tên là con mèo. Và đây là có tên là con mèo 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 mèo. Hai con mèo này không biết là... Nhiều bạn comment với mình là: anh ơi, hai tụi nó giống đực nên sinh sản không được. Làm gì có vụ này, Minecraft làm gì có vụ giống cá giống đực. Ấy, cứ cho nó ăn là nó sinh sản thôi. Rồi, mà chắc là do mình đứng xa quá, đâm ra là nó không chịu. Chắc do con mèo đứng xa quá, đâm ra nó không chịu đẻ thôi. Đấy, lát nữa mình sẽ cho nó đẻ sau nha. Hôm nay mình vô Minecraft thì mình sẽ thực hiện thử thách thử thách thì tao bên mất tiêu rồi. À, thịt 1.000 con gà trong Minecraft nha. Tại vì cái chuồng mình nuôi nó đầy rồi các bạn à. Với lại là mình sẵn tiện mình làm cái máy bắn trứng gà luôn. Đấy, muốn làm một cái máy bắn trứng gà chúng ta phải cần cái gì ta? Để mình cắt tí đồ nha các bạn. Cắt một tí đồ, sau đó mình sẽ chế tạo máy bắn trứng gà tự động. Đấy, mình có thịt gà này. Cắt chiếc thuyền vô các bạn. Rồi, thuyền vô, các thịt gà vô, cho nó đỡ đầy đồ đấy các bạn. Nên mình sẽ có chỗ để mà chúng ta đựng nhiều đồ hơn. Ok. Rồi, trước tiên thì chúng ta cần một cái máy máy gì ta, máy phân phát đúng không? Nhớ là vậy á. Cái máy làm như thế nào ta? Để mình bật cái công thức lên. Máy đá đỏ đây đúng không? Ta cần đá cuội. Đầu tiên là đá cuội đúng không? Rồi sau đó là một redstone. Redstone đây. Ở sau đó là một cái móc bẫy. Đúng ta. Sau này không hiện công thức cho mình đâu các bạn à. Vậy để mình ra xem cái máy đó như thế nào đã. À, mình đã biết cách rồi các bạn à. Bây giờ mình sẽ bỏ cái móc bẫy vô lại này. Mình cần một cái cung tên. Đây, cái cung tên. Cung tên là còn nguyên không ta? Đây, có luôn. Còn nguyên luôn. Đấy, khỏi cần phải chế tạo. Rồi, sau đó thì mình bỏ ra đây. Mình đã được một cái máy phân phát. Rồi sau đó mình cần máy lập đúng không? Máy lập đá đỏ. Máy lập đá đỏ thì chúng ta cần đá đỏ. Rồi đâu rồi. Rồi sau đó là phiến đá đúng không? Phiến đá. Đây. Không phải phiến đá các bạn, đá thường thôi. Rồi sau đó mình chế tạo đúc redstone thì mình sẽ lấy gậy ra. Đây, gậy nhiều. Ta sẽ đặt ở đây. Mấy đuốc mình mất tiêu rồi, 8 đi, vậy chế tạo 8 đuốc đi. Rồi, sau đó thì chúng ta để như vậy, sau đó để như vậy đúng không? Ơ? Như nào ta? Lâu quá không chế tạo redstone, quên hết mất tiêu rồi. Đây 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 các bạn ơi, đây đây, trời ơi. Rồi, một cái, ta cần hai cái nha các bạn. Rồi, xong, cho mình ra ngoài. Mình cắt lại một tí đồ đã. Rồi, trước tiên thì chúng ta lấy hạt giống cho tụi gà ăn tiếp. Rồi, để mà nó đủ 1.000 con, bây giờ không đủ đâu. Bây giờ như đây vẫn chưa đủ các bạn à. Chúng ta vô cái kho hạt giống của chúng ta để lấy thêm nha. Đây, hạt giống thì bao la bát ngát. Đây 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 đây, một đống trên này luôn. Ôi, không biết khi nào tụi gà nó mới ăn hết số hạt giống của mình nữa. Đấy. Một đống đây này, đây đây đây, bao la bát ngát luôn. Mình thì mình làm biến thu hoạch lắm, nhiều quá. Ok, ôi nhìn vào cái chuồng gà đó, nó giật kinh khủng luôn đấy các bạn, nó nhiều quá.
Rồi, bị nó cứ giết theo mình này đó. Đấy không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái chỗ máy bắn trứng gà nha. Ta sẽ làm chỗ cái cửa này. Cho nó chính chỗ cái cửa ở đây. Rồi, sau đó mình sẽ làm một cái máy bắn trứng gà tự động. Trước tiên mình cắt một số đồ qua đây. Đây rồi. Trứng nhiều quá các bạn nha. Ta cần chế tạo thêm một cái chép nữa. Ôi, nó đi ngang qua thôi, mình nhặt thêm gần 16 trứng nữa rồi. Ôi, phải nồi ạ. Cái chuồng gà của tôi, trời ơi, nó đầy. Mình làm tầng trên mà nó không chịu lên thì chịu thôi. Ở đây đi. Giờ tạm thời là cắt hạt giống vô trước. Mình sẽ giảm âm thanh của thùi gà xuống một tí nha. Đây, cho nó nhỏ bớt đi, các bạn nghe to quá, nghe đến tai các bạn. Bây giờ không dám mở chuồng cái cửa luôn. Cái cửa đáng lẽ mình nên làm hàng rào, làm thang leo để leo vô. Nhưng sorry này. Đây, máy lập thì chúng ta làm ở dưới đất này đi. Đây. Sau đó chúng ta để như vậy. Đấy. Rồi để redstone vô như vậy. Rồi các bạn phải làm nhanh nha, làm chậm là nó không đúng đâu ấy. Mình sẽ để chậm thôi. Đấy, nó sẽ như vậy nha, nó sẽ tự động như vậy. Rồi sau đó chúng ta chỉ cần để redstone lên như vậy. Đấy, nó sẽ bật. Khi mà các bạn không muốn nó bật thì các bạn bỏ redstone ra. Bỏ redstone ra là hết thôi. Đây. Chỗ này thì mình sẽ làm cái cửa. Rapping rồi. Rapping của mình đâu rồi? Ôi sao mấy tí mà trời tối như vậy ta? Ta sẽ rap ở đây. Ở đây một cái thôi. Rồi khi nào kiểu các bạn muốn các bạn bỏ redstone vô. Đấy là nó chạy được thôi. Cái cửa để đây thì mình không bỏ redstone được. Ok. Như vậy là được rồi. À đúng rồi, như vậy nè. Mình để như vậy không được, mình để phía trên lại. Đúng rồi. Như vậy, đó, như vậy mới được nha các bạn. Đây, để như vậy redstone chúng ta để vô mới được. Đấy. Rồi ok đây, đây là máy bắn trứng gà tự động. Không biết là hiệu quả hay không thì lát nữa mình sẽ test nha. Bây giờ ngủ cái đã. Không, tụi Rikit lại xuất hiện. Đây, chuẩn bị chúng ta mâm 1.000 con gà. Mình nói 1.000 con vậy thôi chứ không tới đâu các bạn à. Tầm 200-300 con thôi. Đấy, tầm nhiêu đó thôi à. Nhiều lắm thì bên siêu khó của mình nó cũng gần 1.000. Chứ cái chỗ này nó không chưa nhiều đâu. Mình nghĩ mình sẽ chế tạo thang leo đi. Thang leo. Đây, 6 cái. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đủ. Chỗ này để chúng ta leo lên, chúng ta cho tụi gà ăn cho nó hợp lý. Chứ mở cửa thì nó không được. Muốn ra ngoài thì mình nghĩ mình sẽ đặt cái lock ở đây. Đấy. Mấy tụi gà nó có leo ra được chắc là không đâu ha. Ui, gì vậy? Ói trứng gà hả? Ui, ghê bạn. Rồi, đến lúc cho ăn thôi. Quên. Quên các bạn à, quên lấy hạt giống. Các bài thứ không cần thiết vô nha. Mình sẽ lấy 3 stack hạt giống. 3 stack là gần 200 con. Đấy, các bạn thấy chưa? Nếu mà 3 stack này ăn hết là gà của mình gần 200 con đấy. Đừng đùa. Bây giờ mình xuống dưới mình nhặt trứng gà này. Ôi, nhiều trứng gà quá. Ok ok. Mình sẽ bỏ vô rương. Quá nhiều trứng luôn. Ôi, kinh nghiệm của mình đang tăng ọt luôn. Mình sẽ sửa cái cooper hiệu suất của mình cho nó đầy các bạn xem này. Ôi sorry mấy bé gà. Cắt trứng vô đây nhiều quá. Ôi, một stack nó ăn nhanh gọn luôn các bạn ạ. Đúng nhiều luôn. Wow. Nó không cho mình đi ra ngoài luôn. Đợi nhặt hết trứng cái đã. Nhiều trứng quá. Đây. Trời ơi, đầy luôn rồi. Ta sẽ lấy vài thứ không cần thiết để bỏ trứng vô các bạn ạ. Oh no. Rồi. Sao nó đẩy liên tục vậy ta? Có làm gì đâu mà tụi nó đẩy liên tục luôn các bạn à. Mà sao cây cúp sửa chữa của mình nó sửa lâu vậy ta? Mình nhớ bên siêu khó là sửa, mình cho một tí là sửa xong thôi à.
Đây các bạn thấy không, hết hai stack hạt giống của mình rồi. Lâu lâu thì mình chạm nhỉ. Ui sorry. Oh my god, lên level luôn. Nó hút vô giáp rồi sao nó hút vô cái cúp của mình trời. Rồi, đến một stack tiếp theo. Thử thách quá, khó khăn các bạn à. Tụi gà nó chen mình quá. Đấy lên mình lên à, làm cái cầu thang chỗ này làm là chỗ cầu thang này là mình làm hai lóc. Đấy nó lên mới nổi chứ một lóc thì cảm giác nó lên bị kiểu chen lắng ấy, nó đẩy xuống không à. Ôi, cho tôi xin không lên được luôn. Oh my god. Mình bỏ vô mấy con phát này bớt nè. Mình càng làm thêm hopper đó các bạn à, sau đó làm cái chat với hopper. Rồi chúng ta bỏ vô cái máy lúc nữa mình làm sao nha, cho gạn cái đã. Rồi, nói chung là ổn thỏa một tí rồi, chúng ta ra ngồi đi. Rồi. Gà nó hết chèn lắng mình thôi. Rồi, mình làm thêm hai cái chat nữa. Rồi, hai cái chat ở đây. Bỏ trứng gà thì cái đã, đầy quá rồi. Ta đặt tạm ở đây nha. Nên mình sẽ tính sau. Rồi bây giờ thì gà của mình nó tăng số lượng lên rồi. Nên chắc nó chen lên đây thôi. Đấy các bạn thấy nó chen lên cái nó bị rơi xuống ấy. Mà nó hơi khó khăn. Mình làm cửa sập, à cửa sập cũng không được. Lần sau mà dưới gà hết mình sửa lại cái chuồng một tí nha. Tại vì cái chỗ đó mình làm hai lóc. Hai lóc nó lên mới nổi thôi. Uầy. Cho gà mà cũng mệt thật sự mấy. Đây, ta sẽ cắt vài thứ không cần thiết vô rương này. Âm thanh gì ghê vãi nồi à. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm hopper nha các bạn. Mình còn sắt không ta? Ui. Hết sắt rồi, sao làm hopper đây? À như bạn bảo mình sửa gỗ lâm đúng không? Thôi, bây giờ là làm hopper không được thì mình sẽ làm sao đi? Tại vì bây giờ đào sắt cũng đi khu xa để đào chứ khu này mình đào hết sắt rồi. Đây, như bạn muốn mình sửa gỗ lâm đúng không? Sao ngồi giữa đường vậy? Đây, mình sửa gỗ lâm cho bạn xem. Ở đây đúng không? Anh gỗ lâm tên gì? Không có tên hả? Hai cục. Con nào bị hư đúng không? Hai cục. Rồi hết rồi đấy. Ủa sao gỗ lâm mình nhiều hơn vậy ta? Lần trước có mấy anh mình đặt tên được ấy. Này có ớt. À cái chăm đốt của mình lần trước mình kiểu đặt lóc làm mà mình, cái này hình như mình làm hồi Tết đúng không các bạn? Ui lâu rồi ấy. Không có nào đổi sắt hết ta, đổi ngọc lục bảo lấy sắt hết ta. Ok, mấy anh Golem đặt tên của mình đâu biến mất hết rồi không? À đây anh Golem mạnh mẽ có một anh đây. Đây là mèo mèo hoang. Thành tích mèo hình như mình làm hết rồi. Đấy. Còn lai tạo động vật thôi. Di dời tổ ong nữa thôi. Rồi thế là ổn nha. Vô mình cắt tí đồ rồi, sau đó thì, nghĩa là mình ra mình đợi tụi gà ăn một đợt nữa mình mới giết nha. Tại vì mình nghĩ là nó vẫn chưa đủ tới 1000 con ấy. Đâm ra mình phải đợi. Gỗ người ta cắt ở đây. Redstone ta sẽ cắt ở đây. Mình sẽ lấy một cục redstone đi nha. Tại vì để kích hoạt cái máy ấy. Còn gì nữa không? Sửa chữa sống giữ sức mạnh. Đinh ba của mình có sống giữ, ép sống giữ được đúng không? Đây mình sẽ ép vô. Bảo vệ khỏi vụ nổ này. Bảo vệ khỏi vật bắn ra. Bảo vệ dưới nước. Toàn là bảo vệ khỏi vật bắn ra không à. Sức mạnh 4. Ép thành sức mạnh 5 này. Ôi, nói chung là mình sẽ ép cuốn sống giữ Win 3 nha. Ai quá tuyệt vời, đằng trước mình không đủ kinh nghiệm nên mình không có ép được. Vậy là không được rồi. Toàn. Bây giờ chấp điện mình làm hết đúng không? Mình sẽ gọi là mài cái đinh ba của mình ra đi. Mình nhớ mình có một cái đá mài đúng không các bạn? Mình muốn ép cái enchant mới bạn xem quá. Đá mài không, cái này không phải đá mài, cái máy cắt đá mà. À, nhớ rồi, cái đá mài ở đâu rồi? Cái đá mài nó nằm trên cái chỗ enchant của mình. Ơi, đúng rồi. Mình bỏ cái cúp ra cái đã. Mình sẽ ép
sửa chữa. Bây giờ hiện tại cũng không cần ép sửa chữa đâu, đâu có hư đâu mà ép sửa chữa. Đợi cái nào hư nữa mình ép sống dữ xong mình test cho bạn xem. Đây, ngoài nó ra chấp điện bây giờ không cần thiết nữa, tại vì mình chấp điện mình làm hết rồi. Đây, một trò đùa vô hại đây, hiến một nhân làng đấy. Đây, sống dữ quá tuyệt vời. Sống dữ là các bạn phải đợi trời bão hay mưa đấy, phóng là các bạn nó mới đi theo đấy. Rồi ăn bánh mì quá các bạn, để xem còn sắp gì nữa không nha. Sửa chữa này mình nghĩ là ok. Sức mạnh sống dữ 1, xuyên thủng, gây cháy nhặt, bảo vệ khỏi vụ nổ. Rồi hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ra cái khu vực hồ mình test bạn xem. Mình ép thêm cuốn sửa chữa nữa đi. Đinh ba của tôi. Ok. Ơ, sao mình phóng không được? Nani? Ơ, hình như mình ép sống dữ mà mình phóng không được các bạn à. Nỏ mình kéo được đây này. Vãi nồi à, vãi xuống nước mới phóng được. Ôi, vậy là mình kiểu mình ép sống dữ như vậy á. Sống dữ vô là mình không phóng được quái vật, mình kiểu phải xuống nước mình phóng mới được. Ui ui. Đấy, bạn thấy không? Đấy, sống dữ là như vậy nè, đó. Đã lắm, có thể bay lên trời luôn mà. Đấy, như vậy sao không tuyệt vời đúng không? Nhiều bạn lại thích sống dữ hơn lòng trung thành là vậy á. Có khi có trời mưa nó sẽ khác nha các bạn. Phóng hoài luôn, đã lắm. Ấy, nhìn nó lộn mày các bạn. Chóng mặt luôn ấy. Hey. Khi mà rơi xuống chắc không mất máu đâu đúng không? Nghĩ là vậy á. U. Ây da, cái chân của tôi, ây da. Một pha chơi ngu, tưởng là không mất máu. Rồi thế là cái đinh ba mà dùng như vậy hình như nó hơi hỏng hơi nhanh đúng không? Để mình test lại thôi nha. 195 đúng không? Có một phát này. Rồi. 194. Ủa, cũng tốn một đôi bên thôi mà. Rồi, ok. Đó là sống dữ nha các bạn. Rồi, cho những bạn nào thích kiểu bay như vậy. Mình thì thích lòng trung thành hơn à. Phóng một phát nó quay về lại. Rất là đã luôn. Đấy, khi ép sống dữ vô hình như là mình không ép lòng trung thành với lại chấp điện được. Gà hơi nhiều rồi. Chỉ cần cho ăn một đợt thì mình sẽ... mình sẽ thực hiện thử thách giết 1.000 con gà nha. Ngủ cái đã, rồi sau đó mình ra cái chuồng ong mình cho ong sinh sản này. Vẫn không cho tụi ong sinh sản được, chả hiểu luôn. Đây, con ấy chạy ra cái chuồng ong thôi. Ong ơi, ong à. Đấy, nó ra ngoài kìa. Hoa. Bây giờ ôi sao có con vậy? Đúng rồi, hai con. Đúng rồi, phải vậy chứ. Lần này mới được các bạn. Đây là thùng mật ong của mình. Rồi, ở đây mình có cái nhảy cao cùng với lại sức mạnh khá là ngon từ Rim. Ủa sao bên siêu khó của mình làm hai cái không được ta? Hiểu rồi. Rồi, sẵn tiện mình thăm cái chuồng... cáo của mình luôn. Tại vì gà nó tiêu hóa lâu quá, đợi một chập tụi nó mới ăn lại lần. Đây. Xong. Dây đâu rồi? Lôi con này ra ngoài đây. Phải lôi nó ra ngoài nó mới sinh sản được chứ sao nó trong đó sinh sản được. Rồi, cáo cũng xong, sau đó chúng ta qua bên chỗ con mèo rừng nha. Mèo rừng thì chúng ta cần hai con cá. Đây. Kho mình thì cũng hết cá rồi. Ra ngoài mình săn cá hồi, sau đó mình cho mèo mình ăn. Rồi sau đó lại tiếp tục qua đàn gà. Đấy, thỏ hay không cần đâu. Thỏ không cần thiết đâu các bạn. Let's go. Uầy, giật kinh khủng luôn ấy. Đây là con ngựa hay con la ta? Hình như mình còn thiếu một con la đúng không? Ủa bây giờ bắt tụi con Don K ấy, con lừa về cũng hơi khó. Tại mình không biết khu nào có lừa nữa. Đây, mèo rừng của mình này. Cá hồi. Ủa, chỗ này hết cá hồi rồi. Ôi, chắc là mình mượn tạm hai con cá hồi bên khu vực cá heo thôi.
Ôi trời, mình khu vực cá heo của mình nó cũng hết rồi các bạn. Đây, mượn tạm khu vực rồi. Ơ, có bột xương này. Hên vậy, đánh khoét ra bột xương luôn. Cá thì có tỷ lệ rơi bột xương rất là ít nha các bạn. La 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 la. Lần này mình phải lôi tụi. Ơ, vãi nồi. Mình cứ tưởng mèo của mình mắc hết rồi. Ui, nhìn không kỹ các bạn ạ. À. Đây, tụi nó đây. Một con. Hai con. À. Rồi rồi, ok, được rồi. Ui. Ui. Mình hoàn thành thử thách đôi bên đôi rồi các bạn ạ. À. À, vậy là mèo rừng mình kiểu cho chưa cho sinh sản hả? Ui. Hay vãi nồi à. Yay, thử thách cuối cùng cũng xong rồi các bạn. Còn đúng một thử thách tổ ong nữa là cái khu nông nghiệp mình xong rồi. Ôi kệt, kinh thực sự luôn. Đấy, chúng ta cố gắng nha. Đây, chúng ta cố gắng hoàn thành hết thử thách trong Minecraft luôn. Đấy, là người đầu tiên mà phải cố gắng hoàn thành hết thử thách trong Minecraft. Mình không biết là có ai kiểu hoàn thành hết chưa, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Rồi, để xem là tụi gà nó chàng như là sống thằng vậy. Ăn được chưa ta? Rồi, ăn được rồi. Ủa, đứng hình mất 5 giây luôn kìa các bạn. Ghê vãi. Quan trọng. Ôi. Ôi, tụi nó bị chết à. Oh my god. Vài con bị hy sinh này. Nhiều trứng quá, chả biết làm sao luôn. Ôi. Một stack hạt giống mới đi vòng vòng con xíu là ăn hết rồi bè. Rồi bây giờ lấy đâu hạt giống cho tụi nó ăn nữa đây. Cái rương của mình nãy bỏ một xíu à. Ui, trứng gà đi. Ui. Oh my god. Nó chết từ từ rồi. Thôi bây giờ mình đợi không nổi rồi mình giết nó đi. Ok. Nên giết bằng gây cháy không ta? Nhưng mà nãy có nhặt ba. Ồ, mình nghĩ mình sẽ cố gắng enchant một cây kiếm mà chỉ có nhặt thôi. Đấy, gây cháy thì nó sẽ kiểu rơi ra thịt gà chín này. Nó sẽ không có thịt gà sống các bạn. Ui, ở phía trên nó tràn xuống kìa. Ui, đầy quá đầy luôn. Kiếm mình không có quét cạnh, đâm ra đánh rất là lâu. Nếu mà có quét cạnh như bên siêu khó 1.16 của mình ấy, là tụi này nó chết nãy giờ là hơi bị nhiều rồi đấy. Rồi bạn nào ăn gà hay là muốn sơi thịt gà thì báo cho mình ship qua cho các bạn. Đông thật sự luôn. Phía trên này nó còn nữa này. Ok. Bây giờ là mình phải có một cái hạt giống. Ui, thịt của mình đây các bạn. Ok, còn gà con khá là nhiều. Hôm nay mình biết không được. Vậy gọi là xích xanh đi. Rồi, để xem bao nhiêu đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì? Từ 2, 4, 5, 6, 7 8 stack thịt. Ui, tính ra cũng gần 400 con đấy các bạn. Oh my god, không ngờ nhiều vậy luôn á. Rồi, gà con thì mình không giết. Rồi, xong xuôi rồi nha. Rồi, xong xuôi rồi đấy. Còn trứng thôi. Rồi, trứng thì mình sẽ bỏ vô mấy phân phát cho nó bắn. Bây giờ là
đến lúc chúng ta sửa cái chuồng, mình nghĩ là gà nó vẫn còn gà con, đợi khi nó lớn hết rồi xong mình giết xong mình sửa chuồng sau, chứ bây giờ sửa nó hơi khó. Thôi bây cứ sửa đi ha. Cứ sửa đi. Rồi. Thì mình thêm khoảng cái cầu thang thôi à, chứ không thêm gì hết nữa. Đây. Rồi. Chỗ này đập ra này. Một, hai, ba. Rồi, như vậy thì nó sẽ lên dễ hơn các bạn. Đấy, đặt ở đây. Đặt ở đây. Đặt ở đây. Rồi. Tuy nó hơi hẹp nhưng mà đủ để chúng ta farm được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ trứng gà vô cái máy và bắn các bạn xem nha. Rồi, chúng ta bỏ, chỉ cần bỏ redstone thôi. Không biết nó bắn có bắn ra ngoài không nữa. Cái máy phân phát này nó không phải bắn chuẩn về một chỗ các bạn. Các bạn thấy cái trứng nó bắn lung tung không? Mình sợ là nó bắn ra ngoài ấy. Đấy. Máy tự động bắn trứng gà của mình. Khá là tiện lợi đúng không? Đấy. Cho những bạn gọi là không muốn làm máy farm zombie hay là gì đó thì các bạn có thể làm máy farm gà. Đừng bảo là mấy làm mấy thăm gà không lợi nha các bạn, vô đổi với lại mấy ông dân làng. Đây mình cầm một ít thịt gà mình đổi với lại dân làng các bạn xem. Phải có hopper thì nó sẽ lợi hơn, bây giờ là hết sắt mất tiêu rồi. Đây mình cầm 3 tách thịt gà mình vô mình đổi với dân làng. Các bạn phải đổi với ông dân làng bán thịt nha, dân làng bán thịt mới được. Đâu rồi, bán thịt là cái ông đeo cái khăn trên trán ấy, cái khăn hồng hồng trên trán ấy. Mình không biết có đây không. Đây, cái lò bán thịt của ông này. Đây, ông này đúng rồi, nhưng mà ông này ông bán thịt heo. Các bạn phải làm cho ông trở thành người bán thịt à. Ui, sao giữ nghề rồi. Ông giữ nghề mất tiêu rồi. Có ông dân làng nào chưa học nghề không ta? Này là hai ông nông dân ở dưới này rồi. Ba ông nông dân luôn. Ồ, ổng giữ nghề vậy là mình làm sao mình đổ được đây. Trời, đi ngủ hết mất tiêu. Rồi bây giờ ổng giữ nghề. Mình cần phải có một ông dân làng nữa. Chắc là mình sẽ cho dân làng sinh sản sao rồi. Sau đó cho ổng học nghề này để mà chúng ta đổi đồ được chứ. Bây giờ ổng đổi thịt heo, mình đâu có farm heo đâu. Buồn thì sự. Ok thì hôm nay là mình đã thực hiện thử thách giết gần 1.000 con gà thôi chứ không tới 1.000 đâu. Cho các bạn xem rồi đúng không? Và các bạn đừng quên cho mình một like, đủ 5.000 like thì mình sẽ cố gắng làm tiếp tục Minecraft thử thách sinh tồn bạn xem, và nhớ đặt thử thách ở phía dưới nha. Đấy. Bây giờ thử thách nuôi động vật là xong rồi đấy. Còn vài thử thách nữa là chúng ta cố gắng ta hoàn thành luôn. Đấy, các bạn đặt thử thách nào cũng được. Đấy, miễn sao nó hợp lý để mình gọi làm bạn xem thôi. Bây giờ bye bye. Anh hùng trong chúng ta.